Mặc dù Mỹ vẫn giới hạn mục tiêu tấn công ở các cơ sở hạ tầng, nhưng những hành động tập kích lần này đánh dấu mức độ căng thẳng mới với Houthi. Giới quan sát nhận định Houthi sẽ không dừng lại. Trong khi đó, dù gặp nhiều chỉ trích với quyết định tấn công trên đất Yemen, chính quyền của ông Biden hiện đã không có nhiều lựa chọn ngoài việc tiếp tục hành động. Houthi dĩ nhiên không muốn bị coi là phiến quân hay khủng bố theo cách nói của Tổng thống Biden. Được đánh giá là lực lượng vũ trang mạnh nhất nhì ở Trung Đông, tổ chức này đã nắm quyền kiểm soát đa số lãnh thổ Yemen ở vùng đông dân phía Bắc và là một thế lực chính trị đầy tham vọng. Trong một thập niên qua, Houthi đã khiến Ả Rập Saudi ngồi vào bàn đàm phán, tìm giải pháp đối thoại để mang lại ổn định ở Yemen. Việc này khiến người Ả Rập Saudi cũng khó xử khi thấy Mỹ tấn công Houthi trên đất Yemen. Đó cũng là lý do khiến luồng ý kiến phản đối ông Biden lo ngại Mỹ sẽ càng khiến Trung Đông thêm rắc rối. Houthi nằm trong số các lực lượng được Iran bảo trợ, thuộc trục kháng chiến tại Trung Đông. Vì vậy, dù hoạt động độc lập, Houthi ít nhiều cũng có sự liên kết với các nhóm vũ trang khác ở Lebanon, Iraq và Syria. Nói cách khác, Mỹ có thể động vào ổ kiến lửa dù họ không đối đầu trực tiếp với Iran. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ phân tích sâu hơn câu chuyện xung quanh Biển Đỏ này quý vị nhé. Liên quân Anh-Mỹ tấn công không hiệu quả. Theo tờ New York Times, cho tới thời điểm hiện tại, Liên quân Anh-Mỹ đã tiến hành tổng cộng 3 đợt không kích nhằm vào Houthi. Đợt 1 diễn ra vào đêm 11 tháng 1, rạng sáng ngày 12 tháng 1. Làn sóng tập kích đầu tiên do Mỹ dẫn đầu đã tấn công 60 mục tiêu của Houthi, được lên kế hoạch trước ở 16 địa điểm bằng 100 quả bom và tên lửa dẫn đường chính xác. Khoảng 30 đến 60 phút sau đó, đợt tấn công đã được thực hiện nhằm vào 12 mục tiêu khác mà các nhà phân tích xác định là nơi cho phép Houthi gây ra mối đe dọa với máy bay và tàu thuyền đi qua Biển Đỏ. Các căn cứ tên lửa, máy bay không người lái và trạm radar của Houthi đều nằm trong số mục tiêu bị tấn công. Còn đợt thứ 3 là vào ngày 16 tháng 1, lực lượng Mỹ đã phá hủy 4 tên lửa đạn đạo chống hạm do Houthi triển khai nhằm đáp trả cuộc tấn công của Houthi nhằm vào một tàu dân sự trước đó cùng ngày. Văn công viên quân sự của Houthi, Zasa Saria, sau đó cho biết Liên quân Mỹ, Anh đã phát động tổng cộng 73 cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Sana của Yemen, cũng như các vùng Ahudaida, Taiz, Hazza và Sada. Tuy nhiên, các cuộc tập kích này chỉ khiến 5 thành viên của Houthi thiệt mạng và khiến 6 người bị thương. Đợt tấn công thứ 2 của Liên quân Mỹ diễn ra vào 3 giờ 45 phút sáng ngày 13 tháng 1 theo giờ địa phương. Trong đó, tàu khu trục USS Kearney đã bắn tên lửa Tomahawk vào một cơ sở radar của Houthi nhằm làm suy giảm hơn nữa khả năng tấn công của nhóm phiến quân này. Song trao đổi với New York Times, hai quan chức Mỹ giấu tên dẫn đến ước tính thiệt hại ban đầu cho hay, ngay cả sau khi Anh-Mỹ tấn công hơn 60 mục tiêu bằng hơn 150 quả bom và tên lửa dẫn đường chính xác, các cuộc tấn công chỉ gây thiệt hại hoặc phá hủy hơn 20-30% khả năng tấn công của Houthi. Phần lớn tên lửa của nhóm phiến quân này được gắn trên các bệ phóng di động nên có thể dễ dàng di chuyển và giấu đi. Đáng nói, New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ và trạm radar của Houthi ở Yemen trong ngày 13 tháng 1 là một cuộc tấn công lại mục tiêu ban đầu. Mục tiêu này đã bị tập kích trong đợt tấn công đầu tiên đêm 11 tháng 1 nhưng chưa bị vô hiệu hóa hoặc phá hủy thỏa đáng như kế hoạch đề ra. Các quan chức quân sự khác của Mỹ thì cho biết thêm rằng, sau khi các nhà phân tích xem xét thiệt hại từ các cuộc không kích ngày 11 tháng 1, có thể sẽ có thêm các cuộc tấn công khác do chưa đạt được mục đích. Anh-Mỹ mang lại cơ hội vàng cho Houthi. Sự leo thang hiện nay giữa lực lượng Houthi ở Yemen và Liên minh Hải quân do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ có lợi cho nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn theo nhiều cách. Theo một số nhà phân tích, trên thực tế, nhóm này đang được ủng hộ nhiều hơn. Hissam Al-Omisi, cựu giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thông tin của Washington về Yemen cho hay, Houthi đang tìm kiếm cơ hội đối đầu với Mỹ. Trong 8 năm qua, chúng này vẫn thường nói rằng họ đang có chiến tranh với Mỹ và Israel. Vì thế, đây là cơ hội vàng mà họ cần tận dụng. Yemen đã rơi vào tình trạng chiến tranh kể từ năm 2014, khi nhóm Houthi do Iran hậu thuẫn bắt đầu nổi dậy chống chính phủ do Saudi Arabia hậu thuẫn. 9 năm giao tranh đã khiến Yemen bị chia cắt. Houthi kiểm soát khu vực miền Bắc và miền Tây, bao gồm eo biển Bab el-Mandeb dẫn ra Biển Đỏ, khu vực miền Nam do chính phủ được quốc tế công nhận và các đồng minh trong nước kiểm soát, các bộ lạc địa phương thống trị khu vực phía đông. Theo Liên Hợp Quốc, cơ sở hạ tầng của Yemen đã bị hư hại nặng nề và xung đột kéo dài đã khiến người dân nước này rơi vào một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.
Trong khi đó, lực lượng Houthi đang đàm phán với Saudi Arabia về lệnh ngừng bắn kéo dài. Cuối tháng này, đặc phái viên Mỹ về Sherman Tim Lander King dự kiến sẽ hoàn tất thỏa thuận hòa bình giữa Saudi Arabia và Houthi. Bằng cách buộc Saudi Arabia chấp nhận họ là chính phủ quốc gia của Sherman, Houthi hy vọng rằng phần còn lại của thế giới sẽ làm theo và họ sẽ có tính hợp pháp quốc tế. Ông Aomoshi nói, Thomas Suno, phó giáo sư tại Đại học Ottawa ở Canada và là nhà phân tích về Trung Đông cho biết, cho đến nay chỉ có Iran công nhận Houthi là chính phủ hợp pháp của Sherman. Bằng cách bắt giữ tàu, phóng tên lửa, đàm phán với Saudi Arabia, Houthi muốn buộc cộng đồng quốc tế phải thỏa thuận với họ. Họ muốn khẳng định mình là thành viên chủ chốt trong trục kháng chiến của Iran. Ông Suno nhấn mạnh, đề cập tới mạng lưới các nhóm được Iran hậu thuẫn trên khắp khu vực chống lại Mỹ và Israel, lực lượng Houthi cho biết các cuộc tấn công của nhóm này nhằm vào tàu chở hàng ở Biển Đỏ là nhằm buộc Israel chấm dứt cuộc xung đột ở dải Gaza. Abdulhani Ariani, nhà nghiên cứu cấp cao tại Tổ chức Tư vấn Sherman, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Sana, nhận định nhiều người ủng hộ Houthi vì sự ủng hộ của nhóm này với người Palestine. Ông nói thêm rằng Houthi đã giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này vào ngày họ bắn quả tên lửa đầu tiên. Theo ông Mohamed Ariani, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Sherman, Houthi không tìm kiếm một chiến thắng quân sự trong xung đột ở Biển Đỏ. Thực tế, Liên minh Hải quân do Mỹ dẫn đầu chống lại người Houthi cũng không có đạt được chiến thắng quân sự. Điều này tạo cơ hội để Houthi tiếp tục các hành động khiêu khích và chiến lược của họ, dường như xoay quanh kỳ vọng rằng Mỹ hiện đang bận tâm tới chính trị bầu cử trong nước, có thể hạn chế về khả năng phản ứng. Ông Ariani nói, hơn nữa, đây dường như là một cuộc xung đột ít tốn kém đối với lực lượng Houthi. Một cuộc tấn công bằng UAV và một tàu chở hàng ở Biển Đỏ tốn khoảng $1,200, trong khi đối với liên minh do Mỹ dẫn đầu, chi phí cao hơn đáng kể, khoảng $1.5 triệu cho mỗi quả bom. Trong vài tuần qua, chúng tôi đã thấy một xu hướng, ngay cả trong những người chống Houthi cũng đã thay đổi và chuyển sang ủng hộ nhóm này. Ông Aamisi nói, đồng thời cho biết thêm Houthi cũng đã tận dụng cuộc xung đột ở Gaza để phát động một đợt tuyển mộ quy mô lớn. Cũng cần phải nhắc lại rằng, Sherman là một đất nước có 80% dân số cần viện trợ và nhiều người đang trong cảnh nghèo khó. Nếu tình huống này tạo cơ hội cho họ có việc làm trong quân đội hoặc một trong những phe phái khác, họ sẽ tận dụng. Người Sherman không muốn chiến tranh, nhưng nếu điều đó buộc phải xảy ra, họ sẽ là những chiến binh khá giỏi, như họ đã thể hiện trong 8 năm qua. Ông Aomeisi kết luận. Mỹ và Anh tuyên bố các cuộc không kích của họ là để trả đũa các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, mục đích của họ là nhằm phá vỡ và làm suy giảm khả năng của lực lượng Houthi. Nhưng bất kể ý định hay thiệt hại gây ra cho lực lượng Houthi là gì, các cuộc tấn công của phương Tây có thể mang lại lợi ích cho nhóm này. Củng cố tuyên bố rằng họ đang chiến đấu chống lại đối thủ nước ngoài đang tấn công Sherman. Điều này sẽ giúp Houthi thu hút thêm sự ủng hộ cả trong nước cũng như trong khu vực. Những dự án tỷ đô của Trung Quốc bị đe dọa vì hành động của Houthi. Trung Quốc kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công và tàu dân sự ở Biển Đỏ, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Hamas-Israel ở dải Gaza lan ra khu vực, khiến lợi thương mại của Bắc Kinh trên tuyến hàng hải qua kênh đào Suez bị đe dọa. Việc lực lượng Houthi ở Sherman tấn công các tàu thương mại đang thách thức khả năng của quốc gia có hoạt động thương mại lớn nhất thế giới trong việc bảo vệ hàng tỷ đô la đầu tư chiến lược vào Ai Cập. Kể từ khi Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi lên nắm quyền ở Ai Cập năm 2014, Trung Quốc tăng cường đáng kể hoạt động đầu tư và thương mại dọc kênh đào Suez. Qua đó, một lượng đáng kể hàng hóa của Trung Quốc được vận chuyển sang phương Tây. Theo dữ liệu của Viện Doanh nghiệp Mỹ AEI, Bắc Kinh đã khuyến khích các công ty nhà nước đầu tư hàng chục tỷ đô la vào lĩnh vực hậu cần, vận tải và năng lượng của Ai Cập, đồng thời gia hạn khoản vay 3,1 tỷ đô la Mỹ cho quốc gia này. Vài tháng trước khi Hamas tấn công vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10, các công ty từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông đã cam kết đầu tư ít nhất 20 tỷ đô la Mỹ vào nhiều dự án khác nhau dọc theo tuyến đường thủy huyết mạch của Ai Cập. Những cuộc tấn công nhằm ngăn cản hoạt động vận tải thương mại qua Biển Đỏ và kênh đào Suez có thể khiến các nhà đầu tư Trung Quốc nản lòng sau khi họ bỏ ra số tiền khổng lồ để phát triển tuyến đường thủy này. Ngày 7 tháng 1 vừa qua, Costco cùng với Maersk, Hapag-Lloyd, Evergreen và các hãng vận tải lớn khác tạm dừng dịch vụ đến Israel. Tháng 3 năm ngoái, Costco đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ phát triển cơ sở hạ tầng cảng của Ai Cập.
Tháng 3 năm ngoái, Costco cùng CK Hutchison Holdings, một tập đoàn nổi tiếng đặt trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc, công bố kế hoạch đầu tư thêm 700 triệu đô la Mỹ để phát triển một bến container mới tại cảng Ensochana, ven biển đỏ và tại B-100, một bến container mới của cảng biển Alexandria, ven địa Trung Hải. Cũng trong tháng đó, một hoạt động nữa thể hiện sự quan tâm của Trung Quốc với Ai Cập như điểm liên kết giữa thị trường châu Á, địa Trung Hải và châu Âu là việc hãng Xinxin Thai Iron Pies đưa ra kế hoạch đầu tư 2 tỷ đô la Mỹ vào các nhà máy sắt thép ở Ensochana. Tháng 10 năm ngoái, khu kinh tế kênh đào Suez của Ai Cập ký một thỏa thuận trị giá 6,75 tỷ đô la Mỹ với tập đoàn xây dựng năng lượng Trung Quốc China Energy để phát triển các dự án Omoniac xanh và Hydro xanh tại khu công nghiệp Sokhana. Cùng thỏa thuận trị giá 8 tỷ đô la Mỹ với công ty Unit Energy niêm yết ở Hồng Kông để thành lập nhà máy sản xuất kali clorua. Xung đột mở rộng ở Trung Đông đe dọa sáng kiến vành đai và con đường mang dấu ấn của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Ai Cập. Yemen và Iran đều tham gia. Trung Quốc luôn khẳng định sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền khác. Hiện giới phân tích đặt câu hỏi về cách Bắc Kinh sẽ phản ứng khi có vấn đề nảy sinh giữa các thành viên BRI. Cuộc xung đột hiện đang đe dọa làm suy yếu mục đích của BRI, đó là kết nối châu Á với châu Âu thông qua việc tạo ra hành lang thương mại và đầu tư xuyên lục địa. Trong phát biểu vừa đưa ra tại Ai Cập, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh muốn đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc xử lý các điểm nóng toàn cầu. Các quan chức Mỹ tin rằng Trung Quốc có thể kiềm chế Iran và được cho là đã ép Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Tehran để giúp ngăn chặn xung đột giữa Hamas-Israel lan rộng. Thưa quý vị, Houthi đã tấn công Biển Đỏ dưới danh nghĩa ủng hộ người Hồi giáo Palestine, bao gồm cả Hamas. Nhưng Houthi cũng có lý do để muốn Mỹ trả đũa, vì đây sẽ là tổ chức này phô trương thanh thế, giành lấy sự ủng hộ ở Yemen và khu vực. Vừa qua, khi thành phố Sana bị tấn công, hàng chục ngàn người Yemen đã xuống đường phản đối Mỹ và ủng hộ Houthi. Vâng thưa quý vị, đến đây thì chúng ta cũng đã điểm khá nhiều điểm nóng trên thế giới lúc này rồi. Hy vọng rằng những phần cập nhật thông tin của chúng tôi đã giúp quý vị có được cái nhìn toàn cảnh về tiêu điểm thế giới. Bây giờ thời lượng chương trình đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để giúp chúng tôi có thêm động lực duy trì chương trình. Thế giới tiêu điểm xin chào và hẹn gặp lại.